xuất hiện bài văn tả bà nội của học sinh tiểu học, dân mạng đọc xong cười muốn đứt ruột. Mới đây, trên mạng xã hội có một bài văn của học sinh tiểu học kể về bà nội của mình. Không chỉ gây choáng vì cách dùng từ ngô nghê như nuôi bà nội, em học sinh này còn thật thà kể đủ tật xấu của bà. Cũng may câu chốt đã kịp vớt vát tình cảm bà cháu cho bà đỡ hụt hẫng. Nguyên văn em học sinh này viết: nhà em có nuôi một bà nội, suốt ngày ngồi lướt Facebook, ngày nào bà cũng điện thoại nói chuyện với cô tận 3 tiếng. Có hôm mãi buông quá không tắt bếp nên cháy cả nồi. Da của bà nhăn nheo, răng bà trắng, vàng hoặc đen. Bà cũng thỉnh thoảng dạy em học bài. Em rất yêu quý bà em. Đoạn văn tả về người bà không thể nào chân thật hơn của đứa cháu làm cư dân mạng cười muốn nổi thương. Một lần nữa, độ ngây thơ của con trẻ lại khiến người lớn phải khóc thét vì những câu những chữ quá thật chân. Đã thế còn mang hết thói hư tật xấu của bà ra để kể cho mọi người cùng biết nữa chứ. Trên thực tế, văn chính là đời, là những gì diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, việc học sinh bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của mình là điều rất đáng khuyến khích. Hiện nay, cách dạy và học dần chuyển sang hướng phát huy năng lực học sinh, hạn chế sự thụ động và làm theo văn mẫu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!